Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, các con cùng nhìn lên màn hình. Đây là hình ảnh về lễ hội chữ đồng tử ở Tuyên Quang và Hưng Yên. Vậy chữ đồng tử là ai mà hàng năm nhân dân ta lại nô nức tổ chức lễ hội để tưởng nhớ ông như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài tập đọc ngày hôm nay sự tích lễ hội chử đồng tử. Chúng ta sẽ vào phần luyện đọc. Với bài đọc này, các con đọc to và rõ ràng. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Sự tích lễ hội chử đồng tử Đời Hùng Vương thứ 18, ở làng Chử Xá bên bờ sông Hồng, có một chàng trai tên là Chử Đồng Tử, nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, chàng thương cha nên đã cuốn khổ chôn cha, còn mình đành ở không. Một hôm đang mò cá dưới sông, chàng thấy có một chiếc thuyền lớn và sang trọng tiến dần đến. Đó là thuyền của công chúa Tiên Dung, con gái vua hùng đang du ngoạn. Chàng hoảng hốt chạy tới khóm lau thưa trên bãi, nằm xuống bới cát phủ lên mình để ẩn trốn nào ngờ công chúa thấy cảnh đẹp ra lệnh cắm thuyền lên bãi dạo rồi cho vây màn ở khóm lau mà tắm nước dội làm cát trôi đi để lộ một chàng trai khỏe mạnh công chúa rất đỗi bàng hoàng nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà chàng nàng rất cảm động và cho là duyên trời sắp đặt liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên với chàng sau đó, hai vợ chồng trừ đồng tử không về kinh mà tìm thầy học đạo và đi khắp nơi truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt vải. Cuối cùng, cả hai đều hóa lên trời. Sau khi về trời, trừ đồng tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. Nhân dân ghi nhớ công ơn trừ đồng tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên bờ sông Hồng cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ mở hội để tưởng nhớ ông. Chúng ta sẽ sang đến phần chú thích. Cô có từ đầu tiên là chữ Xá, chữ Xá là tên một làng nay thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thứ hai là du ngoạn, du ngoạn tức là đi chơi ngắm cảnh các nơi. Bàng hoàng, bàng hoàng là sững sờ, không ngờ tới. Duyên trời, duyên trời là chuyện may mắn, hạnh phúc. Hóa lên trời, hóa lên trời là không chết mà trở thành thánh hoặc tiên trên trời. Cuối cùng là hiển linh, hiển linh là thần thánh, hiện lên giúp người. Đó là phần chú thích. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần bố cục. Cô sẽ chia bố cục thành 4 phần. Phần 1 gia cảnh nhà chử đồng tử. Phần 2, cuộc gặp gỡ giữa chử đồng tử và tiên dung. Phần 3, chử đồng tử và tiên dung giúp đỡ nhân dân. Cuối cùng là phần 4, nhân dân tỏ lòng biết ơn chử đồng tử. Con đã ghi nhớ phần chú thích cũng như bố cục của bài đọc này chưa nào? Chúng ta sẽ cùng luyện lại bằng cách trả lời một số câu hỏi dưới đây nhé! Chúc mừng con, con đã trả lời rất chính xác. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu chi tiết. Phần 1. Lai lịch và gia cảnh nhà trừ đồng tử Con đã đọc sách giáo khoa và nêu cho cô lai lịch nhà trừ đồng tử nhé. Con đã đọc sách giáo khoa và nêu cho cô lai lịch của trừ đồng tử nhé. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng con! Lai lịch của trừ đồng tử như sau đó là vào thời Hùng Vương thứ 18, ở làng Chử Xá, bên bờ sông Hồng. Vậy gia cảnh nhà Chử Đồng Tử như thế nào? Chính xác, gia cảnh nhà chử đồng tử như sau. Nhà nghèo, mẹ thì mất sớm, hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, trừ đồng tử thương cha, nên đã quấn khố chôn cha, còn mình thì ở không. Như vậy con thấy được, gia cảnh nhà trừ đồng tử rất nghèo. Và qua đó chúng ta cũng thấy nổi bật lên là tấm lòng hiếu thảo của trừ đồng tử đúng không nào? Đó là phần 1, lai lịch và gia cảnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần thứ hai cuộc gặp gỡ giữa trừ đồng tử và tiên dung. Con hãy trả lời giúp cô câu hỏi cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa chử đồng tử và tiên dung diễn ra như thế nào chính xác chúc mừng con cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa chử đồng tử và tiên dung diễn ra như sau một hôm khi chử đồng tử đang mò cá dưới sông thì thấy có thuyền của công chúa tiên dung đi tới Chàng hoàng hốt chạy tới khóm lau thưa trên bãi cát rồi nằm xuống lấy cát phủ kín người. Nào ngờ công chúa Tiên Dung thấy cảnh sông đẹp cho thuyền dừng lại rồi lên bờ say quây màn ở chỗ khóm lau mà tắm. Khi nàng dội nước làm cát trôi đi để lộ ra một chàng trai khỏe mạnh. Công chúa rất đỗi bàng hoàng nhưng sau đó khi thấu tỏ mọi chuyện thì công chúa đã kết duyên cùng với chữ đồng tử vậy con hãy lý giải giúp cô vì sao công chúa tiên dung kết duyên với chữ đồng tử rất chính xác cô chúc mừng con công chúa tiên dung kết duyên cùng chữ đồng tử bởi vì trước tiên là công chúa cảm động trước tình cảnh và tấm lòng hiếu thảo của chử đồng tử và đồng thời công chúa cũng cho rằng sự gặp gỡ kỳ lạ này là do duyên trời sắp đặt chính vì thế công chúa đã kết duyên cùng với chử đồng tử vậy sau khi kết duyên cùng nhau công chúa cùng chử đồng tử đã giúp đỡ nhân dân như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ ba chử đồng tử và tiên dung giúp đỡ nhân dân Con đọc đoạn 3 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi Chủ đồng tử và công chúa tiên dung giúp dân làm những việc gì? Hoàn toàn chính xác, một lần nữa cô chúc mừng con. Chữ đồng tử và tiên dung đã giúp dân làm nhiều việc có ích như dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải, sau này trừ đồng tử còn hiển linh giúp dân đánh giặc nữa trừ đồng tử và công chúa tiên dung đã giúp dân làm rất nhiều việc có ích vậy nhân dân đã làm gì để tưởng nhớ công ơn của họ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần thứ tư nhân dân tỏ lòng biết ơn trừ đồng tử con đã chỉ ra những chi tiết thể hiện nhân dân tỏ lòng biết ơn trừ đồng tử nhé Đúng rồi. Để tưởng nhớ chữ đồng tử, nhân dân ở nhiều nơi bên bờ sông Hồng đã lập đền thờ ông và cứ đến mùa xuân lại tổ chức lễ hội. Đây là lễ hội chữ đồng tử diễn ra ở Hưng Yên và Tiên Quang. Lễ hội chữ đồng tử hay còn gọi là lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch các con thân mến lễ hội trừ đồng tử mang giá trị văn hóa sâu sắc là bức tranh về đời sống phong phú sinh động của người việt cổ vùng đồng bằng bắc bộ trong việc khai phá đầm lầy phù sa ven sông hồng từ hàng ngàn năm trước Đồng thời, đây cũng là bài ca về lòng hiếu thảo, đề cao vai trò của người thầy thuốc, phản ánh ước mơ bình dị của người dân trong xã hội phong kiến với mong muốn được tự do yêu đương, tự do hôn nhân, vượt khỏi lễ giáo gò bó. Và đến với lễ hội chủ đồng tử, hòa trong không khí dòng người chảy hội, bà bộ bề lo toan dần như tan biến, đọng lại là những tiếng cười, là niềm vui, là sự gắn kết cộng đồng trong mỗi người trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội, mỗi con người sẽ thấy mình lạc quan, yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống tốt hơn, có ý nghĩa và sống hướng thiện hơn. Và hơn hết là chúng ta thấy được đó là dịp để nhân dân ta tưởng nhớ chữ đồng tử, tưởng nhớ công chúa Tiên Dung đúng không nào? Nếu mà có điều kiện thì cô cùng với các con cũng rất là mong được trải nghiệm, được hòa mình vào trong không khí của lễ hội trừ đồng tử cuối cùng thì chúng ta sẽ vào đến phần tổng kết bài đọc đã nói lên trừ đồng tử là người có hiếu với cha mẹ chăm chỉ làm việc có công lớn với dân với nước và hàng năm vào mùa xuân nhân dân ở nhiều vùng ven sông hồng lại nô nức làm lễ mở hội để thể hiện lòng kính yêu và biết ơn ông các con thân mến như vậy là các con đã biết về sự tích của lễ hội trừ đồng tử chưa nào chắc chắn là chúng ta đã nắm được rồi đúng không nào và bài học của chúng ta hôm nay đến đây cũng tạm dừng cô cảm ơn tất cả các con hẹn gặp lại trong những bài học lần sau nhé